Hello mọi người, đã quay trở lại với video đi rừng tiếp theo của em nha. Sáng nay tiếp tục lên rừng nữa nha mọi người. Khu này trồng mọi xí rất là nhiều này. Trồng mọi lá tròn. Nhưng mà trong này keo nó rập mọi người, không có thấy trái trên hết á. Nhưng bị phát là nó mất nứt lên trở lại. Nên bị trống nó mới ra trái được. Chỗ đây em có cái rễ trà mòi lá tròn này mọi người, còn lách hay à. Rễ này không thấy trái, tiếc quá mọi người. Đây chỗ này nó co nó rút lại quá nghệ thuật rồi. Cái đây cũng anh em người ta đào rồi, còn cái rễ nó nứt ra mầm này mọi người. Đó, quá nghệ thuật luôn, không ra trái, mấy cái rễ rồi không ra trái. Còn cái đây nó ra bông rồi mọi người, đây còn mấy cái rễ nó nứt lên này. Bông nữa vàng chì luôn. Đây có anh em nào đào củ cốc rừng nè mọi người, nước dẫn chưa không tới đây, sao bỏ rồi không biết. Nó khác cái đường bên kia rất là rộng luôn, rễ quái nha mọi người, còn quá quá dữ. Và ra hoành chắc tầm mà trên mới gần 200 nha mọi người, khủng mà. Da nó còn tươi, coi ra to quá còn chịu à nè mọi người, da tươi rấu. To dữ nha, quanh tầm gần 22 mét á mọi người, củ cốc quá dữ nha mọi người. Biết dẫn chuyến từ trên kia xuống tới đây mà sao không biết bỏ ngay giữa đường không biết. Coi nó nằm trên rừng sâu chứ không phải nó ở dưới chừng này. Đây chỗ đây là rừng keo nha mọi người, không khủng khiếp không, thấy chặt lá đồng phú rồi mà hình như là tú lại rồi, để hầu nào lên lấy hay là bỏ quên không biết. À quên, hay là vấn đề đấy bỏ không biết, cọc quá dữ vậy. Cầm trầm mồi trâu mọi người, nhưng mà cái cầm này máu vừa bị phát nó mới nứt lên lại ở trong rừng keo mọi người, bị người ta phát nứt lên lại luôn, nhéo chưa thấy trái thấy bông hết mọi người. Người tới em đi tới khu vực chỗ anh em người ta phát dọn trống này để đưa cục cốc rừng to xuống này, cục cốc khủng lên tới đây gặp mấy cục cốc nhỏ nhỏ mọi người, à mà mấy bi cốc da nó nâu hụt nè mọi người. Rồi, biết có củ có đế không. Đây có cụ rồi, nó sỉ có con có chú nha mọi người. Đây dưới đây có coi mini này. Thấy cụ nấu nấu à, lé nó nè. Chỗ đây có mấy coi nè mọi người, 1, 2, 3, 4, 5 coi nữa. Hàng mini nhỏ nhỏ rất là nhiều. Không biết kiếm mấy cụ đẹp có không. Đây nó nè, cái chỗ nó nằm gần đá luôn mọi người, nó ép nó mới có củ đẹp, còn nó đi thánh thánh. Em sẽ đánh coi cốc mini rồi nha mọi người, à, thấy củ lòi luôn nè, à, quá nghệ thuật nha. Cười cành không cho mọi người xem lé nó nha. Giờ rừng nó quấn rất là nhiều mọi người, rất là khó đưa luôn. Đây lé ra mọi người, đây mọi người về ghép cốc thái nha, chào nha. Dòng này ghép cốc thái nó rất là dễ dính luôn mọi người, rất nhanh cho quẻ luôn. Đó, lé cốc rừng này nó y chang lé cốc nhà không khác gì luôn mọi người. Đó, lé thì ăn có vị chua chua ngọt ngọt, nó không khác gì cốc nhà. Cái nó thì nó nhỏ hơn cốc nhà mọi người, hột to anh nó chua liếc à. Rồi giờ em sẽ đánh coi đây nha. Đây mọi người, em đã đi được 50% rồi, hàng là đi xuống sâu nó cũ dữ nha mọi người, cũ nó như cu mì mọi người. Chỗ đang có ôm cục đá này, không biết nó chặt hay không, mà nó dính vào ba bốn cục luôn mà em chọt nó dính hết rồi.
chỗ đó còn một cục, thấy nó chắc chắc đâu, không biết môi này rớt không. Trên nó chút xíu mà mọi người, như cửa bình nhỏ con trai keo à, xuống dưới rồi nó phình cũ lên quá dữ không, đào rất là sâu luôn nha. Rồi đá nó chèn nó rất là khó đào, em sẽ lói môi xuống một chút nữa là em cắt. Còn lách quá nghệ thuật. Và củ cốc rừng đã xong nha mọi người, còn nó thì lói lên nó rớt hòn đá rồi mất mọi người, quá 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 tiếc luôn. Do hai cái rễ nó hớ ra này, nó hai cái rễ nó hớ, nó có độ hớ mọi người, nó không có khít lại nên là trị lên là nó giãn, nó dâng hòn đá ra cho cái đời nó khít, nó ép hòn đá mà nó quá dấu luôn mọi người, ép rất là lâu mới đơn giản luôn nha. À, nó cái da của cây cốc nó chưa ngậm vô hòn đá nên là nó dễ rớt mọi người. Coi quá nghệ thuật nha. Cái dòng cốc rừng này trồng rất dễ sống luôn mọi người, dòng nó giữ nước rất là nhiều. Coi coi lấy quá nghệ thuật mọi người, hai mặt như nhau nha, lấy quá đẹp. Cái này mọi người về ghép cốc thái vô cho ok luôn, có hai cái chân rễ đi xuống cũ ha mọi người, mấy cái đoạn dẹp dẹp này là đá nó ép nha, lấy quá nghệ thuật. Chỗ là nó có cái tí lũa nha mọi người, hình như nào nó có mầm bị chặt chút xíu như ngón tay nha. Quỳnh ngay vị trí chỗ đó thì tầm cửa bằng chạy keo nha mọi người, trên đây trên cổ đây, còn dưới đây là to nha, dưới đây tầm 40 ôm hai chân rễ ra vô nha, 40 chiều cao tầm 70 mọi người, chiều cao tầm 70. Rồi mã cốc rừng số 1 xin báo giá là 300 bao ship nha mọi người, 300. Coi quá nghệ thuật. Đứng cũng vững tợ. Đây mọi người, chỗ đây có một cụ cốc rừng này, siêu trái luôn. Cụ này rất khủng nha mọi người. À, đã mọc bằng cái tảng đá rất là lớn luôn mọi người. Đó, nước suối chảy này. Dữ dằn không? Wow, trái này mọi người. Ra đẹp coi luôn. Ra rất nhiều nha mọi người. Nó ra trái non. Đây. Ôm mầm mầm. Cụ này hoành chắc tầm mà. Wow, cụ rất là khủng mọi người. Cụ này hoành chắc tầm 200 đó mọi người. Rất là to nha. Dưới gốc nó cốc nhỏ nhỏ rất là nhiều mọi người. Nó rụng hột nó mọc, cốc non. Không biết cái cụ có đế gì không. À, trên kia có anh em người ta đốt một cây, người ta bỏ tàn. Chắc là để coi lúc nãy bỏ ngang đường đi mọi người. Mở heo heo le nè đó. Vô. Thấy trái nó rụng đòi hết. Đấy, trái rất nhiều luôn. Thì quy ăn thử một cái cho mọi người xem nha. Vô chua. Chua như chanh nè mọi người. Thơm mùi cốc mọi người. Thơm mùi cốc này chua. Trong ruột ha. Hột của nó rất là nhỏ. Còn non hả. Chắc ngầm. Cái này chấm với mỡ ớt tỏi phường mọi người. Ăn rất ngon. Mọi người. Đây là vị trí chỗ anh em người ta đánh cái cụ cốc to này. Đó. Lần đá lật đá các kiểu mà sẽ tàn bỏ đó. Lúc trên đời mà đưa cụ cốc không tới cái kia rồi bỏ mà rất là phí luôn. Uống. Trái gì coi luôn. Cho nên còn rất nhiều nha. Nó còn nhỏ nhỏ vẫn đang cho trái. Vì là nó trống thôi mọi người. Trái rất là nhiều. Chứ chỗ đó anh em mà có đánh mất còn nhỏ nhỏ nữa này.
Mã số 2 nha mọi người, là một con trời mồi xỉa lá tròn nha. Con này một cốt hai thân. Cũng có lách sơ sơ nha mọi người. Coi hiện đang cho còn trái mình coi luôn. Đây mọi người. Trái này là trái non nó mới ra. Cái đây là nó mới lú lú nữa này. Tiếp tục được trái nữa. Còn trái già, trái chín thì nó rụng đâu hết rồi mọi người, không còn cái nào hết. Cái tược là nó mới lên, chưa thấy trái. Mã số 2 cho mồi lá tròn đã xong nha mọi người. Thì coi này nó hai thân, em thiếu bỏ mất một thân rồi mọi người. Đây. Hai thân nó chàng háng quá mọi người, chàng háng với lại nó cách xa nhiều quá. Nên là em cho một thân nó hay hơn. Đó, một thân lấy cái cốt đây nè. Làm cây quân nhân, co lách. Quá nghệ thuật nha mọi người. Con này lấy được ít rễ nha, rễ cám. Con này thì hoành tổng của nó thì tầm khoảng cỡ bằng trái keo nha mọi người. Chiều cao khoảng cỡ 80. Con lách. Và lấy được một cái rễ nữa nha. Rễ là của cái con chuột của nó. Đó, moi theo lấy được cái đoạn rễ ra lách lách đây nữa này. Dòng này trồng ngược được nha mọi người. Đó, ngược hay. Còn lách không? Đầu đó nó có rễ. Là thẻ xuống là lên y xì luôn mọi người. Con này thì gốc của nó, hoành tống nó thì tầm lớn hơn chai keo nha, ngang vị trí rồi. Chiều cao khoảng 40 nha mọi người. Rồi em giao lưu combo. Mã số 2. Combo hai cây trời mồi lá tròn nha. Xin báo giá là 250 em bao ship nha, 250. Hai cây nha mọi người. Trời mồi trái hết nha. Mã số 3 nha mọi người, là một cây trời mồi xỉa lá tròn luôn. Thì mấy cây này là hôm bữa trước đi thói rồi. Nhưng mà bữa trước chê mọi người. Nhưng mà bữa nay đói quá. Đi hết buổi sáng mà chỉ gặp được một cái cốc rừng thôi mọi người. Nên là quay xuống lấy coi lá tròn rồi. Lúc no là chê, lúc đói là đánh tắt hết mọi người. Đó, trái. Mới lúc trái non nha mọi người. Coi này trái già, trái chín hết rồi, sạch rồi. Coi này gồng cốt lùng lực, nó bị chặt chém nhiều nè mọi người. Rút coi lại. Đây để đào rồi em mới quay lại mới nhìn kỹ được mọi người. Chỗ đây nó hơi khó nhìn. Đây nó mấy cây suối nữa mọi người, không có đứng được. Mã số 3 trời mồi xỉa lá tròn đã xong nha mọi người. Con này thì cũng không đánh đầu được nha, lấy được ít rễ cám này. Con này cốt lớn nha mọi người. Cốt lớn hoành nó tầm khoảng 40. Chiều cao khoảng 30 nha, lùng lực nha. Mấy cái dấu này là bị người ta chặt nè mọi người. Bây giờ nó kéo thẹo lại. Kéo thẹo lại sống hết nha. Kéo thẹo rất là mạnh luôn. Hàng lùng lực. Rồi mã số 3 em xin báo giá là 200 em bao ship nha, 200 nha mọi người. Mã số 4 nha mọi người, là một cái trò mồi xỉa lá tròn luôn nha. Coi này thì một số anh em ta mồi góc thứ rồi. Mồi bốn phía rồi mọi người. Mà không hiểu lý do sao mà không đào mà bỏ ra. Đó, coi này đường thân có đồ lách. Coi này em lấy tầm cao tầm khoảng cỡ 6-70 rồi đó mọi người. Trên này lách ra được. Coi này cũng đang còn cho trái trên coi nha mọi người. Thì nó cuối mùa rồi, coi là nó vẫn còn trái rồi. Xèo quá. Trái đây nha mọi người, em vạch vô nha. Lúc bị xe, đấy, chín đen thui luôn. Trái khô nó đây. Nó mầm mầm hết nha. Đó, nấp á. Ra đây đang ra trái non nữa nè mọi người. Đang ra trái non với đọt nữa đây. Mới mưa. Phun trái non. Đây, mấy chùm trái non. Đưa trái non đủ nước cho nó ra sai ghê mọi người đây.
đóng đạch gạc luôn. Đây, ngay chỗ đây nữa đây. Đó, một cuốn trái mình nó ra điêu rất là nhiều chùm trái luôn. Thấy chưa, quá nghệ thuật. Trái chín nhỏ nhỏ tầm lâm gì rồi nữa. Mã số 4 cho mà xí lá tròn là xong nha mọi người. Cỏ này thì không có lá nầu được, mình rễ cám rất nhiều nha. Rễ này mọi người tứ tung hết nè. Đường thân collect nghệ thuật. Con này hoành tống nó tầm khoảng 30 nha mọi người. Ngay vị trí chỗ đó, chiều cao tầm khoảng 60. Collect nghệ thuật. Rồi mã số 4 em xin báo giá là 250 em bao phí ship nha, 250. Rồi mã số nào mà để giao lưu thì em sẽ ghim dưới phần bình luận nha mọi người. Còn mã nào chưa giao lưu thì mọi người vô xem ân ý thì ủng hộ luôn. Em kết thúc video tại đó, hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo nha. Tết lập.